là bị vấp mình. Hắn điều một đại đội trinh sát VC-11 lên đi đi phá quay để cho vận tải hắn khênh thương binh ra. Thì giữa trưa hôm đó thì tôi đi theo cái mảng như cái điểm không ạ. Tôi không bao giờ mà cả đêm tôi không ngủ được. Nhưng mà đêm hôm đó là không hề chập mắt. Mà mai có một cái vườn mía, tôi với lại cứ bẻ mía ra ăn. Ra là ngay như cái rìa ngách. Thì hắn lệnh mình đi phá vây ban đêm. À ban ngày thì cái lúc khoảng 12 giờ trưa nắng. Thì tôi đưa quân theo cái đường đó, hắn bảo vượt qua cái đồi này là đến tiểu đoàn 5 nó mà sang có thân gặp tiểu đoàn 5 không? Thì vượt sang trong cái đó là đánh với một đại đội trinh sát của trung đoàn. Thì mình bảo đánh bọn trinh sát thì chắc hắn ngủ gan đấy. Thì sang cái nơi thì chuẩn bị ra cánh đồng, trong rừng bò ra cánh đồng. Thì tôi bảo bay ngồi hết xuống. Gọi là đang ngồi nói đi đánh nhau nhưng mà triển khai máu một cái ngồi bóng mát nó ngồi chờ để tao là bò nó có một cái đà ăn chết khô thì mình với bò lại chỗ cái đà tôi đứng lên thì hai ngồi cách tao bằng từ đấy bờ thân có hai cái bóng cây thuốc nốt thấp thấp đi thì nó ngồi bịt mẹ mai đeo phát hiện ra tao vì lười bò quay lại tao bắt đầu triển khai đội hình giảm hàng ngang hết còn không quan tâm gì đến. Thì trong khi đó là hắn đã bảo là B2 giữ mà cái ông chính ông Khâm đó là chỉ đạo cái B2 nó để giữ sườn cho bọn tao xung phong còn kết hợp với lại cái đại đội trinh sát của trung đoàn nữa thì bắt đầu ra nơi thì tao bảo đưa khẩu bến mốt tao thì đúng là hắn đang ngủ giữa hai gốc nốt con này tao tám một phát vô chỉ có bờ quả bến mốt mẹ xung phong. Xung phong thì lên cái cánh đồng bịt mẹ đại liên với 12 tấm quét ngang cháy cả ra sau bắt đầu bị rút bật qua lại thì bọn tao vừa mới đến chỗ nhà sàn thì bắn quả pháo gì đó. Trôi một phát vô cái nhà sàn giữa cái nhà sàn tao đang dưới gầm sàn rút rút cả lên đầu mà hắn bắn sát quá bắt đầu tao vừa rút về cái mương thì rút về cái mương thì nói chung mình vừa mới nằm mình nằm ở bên bờ mương hắn là một cái mương ngang này. Một cái mương dọc thì tao mấy thằng nằm ở cái bờ bên đi còn đại đội trinh sát trung đoàn chả thấy nổ súng nổ giết đấy chứ. Bắt đầu không biết vây bọn đầu luôn cả trung đội rồi nó vây trung đội ở giữa cái nhau thì tao vừa cái xung phong lên mình cứ nằm thấy mình dọc cho cái bờ mương ấy thì không hết niên mà đang bắn mẹ cứ cày vẹt phát xuống đi mặt mũi mù từ một tí thì cái thằng mạnh người Thái Bình hắn đeo bên mốt cho tao bạn thì mình thấy gục mày hắn nằm ở bờ thì mình như tưởng gật đi cái gọi mày ơi đeo thấy một đồ lật liền thì bắn đúng xuyên qua thì máu chảy máu trong để đeo ra ngoài chết. Còn cái thằng Niềm á hắn xin đi học thông tin hắn nản quá mà hắn yếu hắn bảo em yếu lắm anh khi bổ sung vô anh em trình độ em có anh cho anh có cái nghề thì đi học anh cho anh đi thì hôm đó hắn lại lấy đi học thông tin thì tao cho anh đi học thông tin thì hắn yếu quá lại không đeo được cái máy hai quá hắn không đi thì nó có cái mũ sắt hắn lại bảo thôi anh cho em cái mũ sắt anh gan bảo đó nặng bỏ mẹ tao đang vứt đi nắm bỏ bố tao đang muốn vứt đi thế thì cho anh đợi mà mình thì cái thằng nó được cái là mình đi muốn theo đó thông tin à? Không hắn có phải thông tin sau điều thằng lính bộ binh luôn mà hắn không được đi học hắn yếu quá mà cái thằng đó là hắn tin tưởng mình nghe chưa và thằng mình chạy mô hắn chạy đó đi mô hắn đi đó cho nên đến lúc người nhà đi choang một phát đưa ông mẹ bố mình lật ra hắn bắn xuyên qua cái mũ sắt tôi lật ra đúng nửa cái mũ cả óc cả máu mà mắt mở hai đứa mở trừng chờ tao vẫn đang tưởng tượng được hai cái mặt của tao mình với bộ địch mẹ phải chết cha tao phải lôi đến thẳng để mình sợ là anh chết co nhưng mà đéo phải mà bị thương để mấy ngày anh cứ mềm lũn nữa thế là tao kéo chân kéo nữa tao vuốt mắt rồi nhắm lại nghe chưa mắt mở trừng mở trắng trợn nghe chưa thế mình cứ vuốt mãi với nhắm được anh chỉ kiểu như kiểu già chết oan vuốt mãi với nhắm được cả
Rồi tao bắt đầu tao đi sơ lấy khẩu B1. Tao xách tao lôi. Tao phải nằm xuống cái mương mà miên nó bắn cày ngay bên mặt. Cày bên mặt mình đi nhìn không thấy mù. Tao phải lách mẹ xuống có một cái nước con suối không có rảnh, tao phải lách cái vai lên này. Thì mình vừa mới đưa khẩu B1 nó bắn bắn miên toác một phát. Mà cái đạn đi sát sát tai biết nghiến toác một phát ngang, ngang mặt. Và kiểu nó đi sát mặt mình vậy đó. Con cày một phát rách cái vỏ ngoài của B1. Mình vừa chết không? Mày ăn ở trên cây đúng không? May mà hắn hai bên cái bờ mương có hai cái bụi cộng sản. Hắn để cái miếng ván ngang đấy để nằm hắn ngủ. Nhưng mà hai công sự hai bên cái bụi cộng sản đó. Cái thằng bên đây thì bắt đầu một thằng nó đi lấy tay vẩy vẩy. Mình phải nhìn thấy cái tay chứ. Ướm đeo mẹ ăn tông lên đạn B1 tông táng một phát vô đó. Và mới rậm một phát vô giữa cả cái ván nổ tung rồi đó. Không thể cựa quậy. Thì đánh nhau với hắn bắn như là cái pháo 37 ly hai nòng á, cái tăng hắn kéo lên trên bờ đê, hắn hạ nòng hắn bắn như là không thấy cái đường cái gì. Thì khi đó chiều rồi, mình nghe chưa, hai cái tăng cứ lùi lên. Người ta bảo là còn khi cái bên bờ bên mương đi còn có tao là một tao với thằng ái người ở Huế với lại thằng Đinh Văn Năm đó, còn có ba thằng. Thì tao bỏ hai thằng bay bắn điểm đạn tao. Tao bắn cái thằng đó. Thì tao bỏ lên cái bụi thì tao bắn hai phát B1. Đều trượt. Hắn vướng cái cây thông nốt, cái va một thông nốt nổ. Nhưng mà cái xe hắn lùi. Hắn không dám đứng nó, hắn lùi. Hắn lùi thì chính cái thằng ái này hắn bị thương một mảnh vào đây. Cái thằng ái người ở Huế. Thì hắn lại bảo là tao bảo là mi cho mi ngồi trong cái hố. Mi lắp đạn ra. Mi cứ ngồi đó mi lắp đạn. Hết băng là tao xuống. Thì tao còn có tao với cái thằng Năng thôi. Được một lúc thì tao không thấy cái bên tế nổ súng. Cái bên mương bên đây không thấy nữa. Thế tao bảo hai thằng mày giữ bằng mấy không phải giữ nhá. Để tao vọt qua cái mương kia. Bên đó có một cái mương dọc ra đi. Địt mẹ bị thương nằm lấy nghề. Hắn thấy mình khóc ẩm. Lính nhá, hắn bảo ô anh điện cho vận tải, hắn khênh bọn em ra đấy. Thế tao bảo bây giờ đi này, mình thấy là còn có mấy thằng mà hắn bị thương, tức là mình đi mà băng đéo còn, băng hết, tao băng hết sạch, không còn một tí băng nữa. Mà cái hôm như cái ma xui quỷ hởn chứ là hắn phát cả khăn tay cho tao. Thần giao trung giao cho trung đội đội hai gác, còn cho trung đội một dẫn quân đi. Trung đội tôi nói là cái chỗ bùm, cái hôm mà bị cả sư đoàn trung đoàn 9 bị bao vây ở đường lộ, mà hôm đó là C9 đánh suốt một phát mở đường máu ra. Cái đợt mà cả trung đoàn 10, cả 379 bị vây vây ở trong. 9 bị vây giữa cái nơi này. Trung đoàn 10 lên cứu nhé. Sau bắt đầu mà cái hôm mở đường máu ban đêm. Là tao nói với mình này. Thì cái trung đội tao lúc đó là lại điều mẹ lại chốt độc lập và mãi trên trên đó, mà cái hôm bọn tao mà ngủ nha. Làm vô chặt đổi. Thì bọn tao lại chốt. Hắn mới bắt trung đội tao chốt độc lập ở trên ở ngoài cái cánh đồng. Thì lại khi đó là mà hắn lại ác cái gì, lại có một khoảng tầm mười mấy người dân cho con theo với nó giết. Thì lúc gạo ăn không có đó là hắn đi lấy cái lúa, hắn đi giả hắn sấy giả hắn làm muôn màn sản trồng, hắn bảo cho con theo hắn giả lụa giả với bảo là hắn làm đang cho cái lúa này đầy nên gạo không có, nên là hắn giả hắn nấu cơm cho bọn tao ăn. Nấu cơm cho bọn tao ăn thì đến tối lại vướng cả mớ cái dân ấy. đến 20 người, cả già trẻ linh tinh ấy. Trẻ thì không có mà, già là yếu với cái phụ nữ thôi. Thì lại theo mình thì lại để cho hắn ngồi trong giữa, hắn ngủ ở trong giữa. Thì bọn tao phải chốt mẹ ai bên trên. Chốt bên trên thì lại cái mương, tao phải nằm mẹ lên cái mương. Thì mình nằm mẹ mệt quá rồi, mơ mương mà chưa ngủ. May mà hắn lại đến đó, đi chưa đến cái chỗ mình nằm thì hắn bò hắn nhảy vào trong trong mương, mình mới nghe nó quạch một phát. Cái giống đời thì ông mẹ nghe động phát là mà đang mơ mơ màng giật choáng người đấy. Thì tao ngồi dậy thì hắn bằng từ đấy bờ sân như tao. Mà thấy điện sỉ chứ còn mình cũng không biết là mấy quân nữa.
mà khi đó tao lại bảo đưa khỏi RBD cho tao. Đấy, sự mở khoan toàn cười là tao bỏ hết cả băng RBD ra, bắt đầu linh dậy là bắt đầu liều đạn với như lần bắn trôi xả không biết hướng nữa. Mà khi hắn ngủ chắc là hắn ngủ mơ, hắn bắn linh tinh bắn cả về hướng của mình rồi. Nhưng mà may là cái mương như mình nằm giữa mình bay bay bắn cả vào tao rồi, là bắt đầu hắn hoảng lên rồi bắn chui lên chui lên rồi đó. Thì chắc là hắn ngủ. Hắn thì chết nhưng mà bọn tao lên thì không thằng mua vị trí cả. Bắt đầu là hắn vi được một lúc thì hắn vi bảo là hắn cho thằng liên lạc lên bảo anh Quang ơi, đại đội bảo là rút nhanh, rút ra đường lộ. Một còn mấy cái bà già ông già đây thì mà răng mấy nghỉ trong bụng rồi đó, mà mình nói tiếng Anh có biết nói mô. Thế thằng vi bảo là cái ông mẹ còn mấy cái ông già này có cho con theo không ngủ. Hắn bảo thấy thích mà là hắn lại bắt rút ra đường lộ. Mà trời hôm đó tôi nói là tối đúng như mực. Thế là rút ra đến chỗ đường lộ thì đang ngồi thì C9 lúc đó là hắn đang mở đường máu để ra. Mình cũng không biết là mình bị vây chặt trong mức độ đấy. Nói đúng là như một cái mũi mà tao là thấy bình thường, không thấy là cái vấn đề như là như kiểu bị bao vây cả. Thế là bắt đầu tao với đang ngồi thì thấy mẹ thằng một thằng lính mình mà hắn bị thương phát ra này. Mà cái quần bằng hắn đeo biết bằng, hắn lấy bằng hắn cút. Hắn mới chạy về tuyến sau. Hắn đúng như con bò rống đang rúa. Mà trời tối mình không biết hắn nằm trên đường nhựa, hắn nằm mẹ hắn trước mặt. Ngay ba cách bằng tầm khoảng 10 15 mét. Hắn bảo bay thì bò lại con nào. Một thằng thì lại còn đằng kia. Thế là tao mới mở khoan toàn, tao bò. Tao bò đến bờ đường, con hắn nằm ở giữa đường mà mình bò đến bờ đường cái đường nhựa. Thì tao dí súng vào đi tao hỏi ai. Hắn cứu em chưa tao bảo chứ mà đang mà mi thở kinh ấy. Hắn bảo anh ơi, khi đó bắt đầu hắn mới nói, hắn bảo anh ơi em bị thương cổ mà hắn băng anh em không thở mày băng, mà may mình có học có lớp video qua lớp y tá là nghe chưa, băng đi thiển thở năng cho mình với lại gì ạ. Mà tao lúc mà có con dao găm, của Miên, tao lấy con dao găm sắc dao găm đấy, tao mới lấy tao rạch với bảo là cái đi phải băng dính chứ băng keo thì chứ băng đi thì hắn thở năng. Thế tao lấy tao bằng bắt đầu không ngồi đến thở được. Ngồi đến thở được một lúc thì chín đánh. Thì hắn bảo là cho C11 lên đánh. C11 thì cái trung đội 2 hắn yêu cái trung đội tao đi không. Đó là trung đội 2 thì hắn ở lại hắn bảo vệ đại đội. Hắn cứ đi về đại đội không. Thế là hắn với bảo là Quang ơi, bố mẹ mày cho anh em lên phá bay đi. Thì tao mới lên đến cái cầu, mày hiểu chưa? Cái cầu thì nói chung là nói là cầu nhưng mà nó dưới đến cạn hết nước một khu đến cạn, che gai dày đặc, cái che mà che lùm lùm không phải che tốt mà. Che gai nhỏ cái lùm lùm gì một chưa thì tao mới lên tao thay cho C9, bọn tao mới thay chốt cho C9 để mở đường máu. Thế nó bảo bám sát cái bờ đường thì mình phải qua cái cầu đó. Qua cầu sang lên T là chỉ có trẻ gai không. Trẻ gai thì mình cứ đi bám theo cái bờ đường mình đi lên tầm khoảng 200-300 mét thì tao nhìn thấy cái bờ đường. Đến cái bờ đường mà mình với bảo là triển khai quân. Mà khẩu 12-8 nó đặt đúng bên T đường. Mấy hắn nhả đạn vào tao, tao lên đi sát đường mình bảo bên T đường với bên tay đường mà cái đường khoảng 10 mét chứ mấy. Một tao nằm ở đây mà đạn bắn cứ xối xả, bắn lửa cứ tóe cho mặt. Vì sát mẹ đánh giáp ta cà rồi. Rồi xong bắt đầu tao với bảo quân là triển khai hàng ngang, ngon bắn chết. Bắt đầu với bọn tao với dàn hàng ngang thì tao lấy khẩu B1 thì tao lại không dám bắn đối diện với khẩu 12-8. Khẩu 12-8 nó cứ đưa nhả đạn. Tao với chạy xéo ra một đoạn, hiểu chưa? Chạy xéo một đoạn tao với tám một quả B1 vô cái khẩu 12-8 đó. Địt mẹ với xung phong sang bên tê đường thì Miên ấy lại nằm mẹ bên tê đường, bọn tao đánh nhau với hắn bằng súng. Địt mẹ cứ thế chạy nhố 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 mà tối quá đeo thấy gì cả, cứ nghe lùi là đáng, không biết là hắn có chết chứ không hắn nhiều ý. Đánh như kiểu đánh giáp lá cà, đánh sát vào đường mà. Thì khi đó bắt đầu là hắn vi mình mới biết là mình bị bao vây không ra được. Thì tôi nói với thẳng là khi bắt đầu là tôi bảo làm phá được vây rồi, bắt đầu là thấy lính mình làm sao là cứ rầm 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 rầm
bắt đầu khi đó Cối với lại ấy là hắn bắn đuổi theo Cối với DK, hắn bắn đuổi theo lính mình chạy trong không biết mông mà lắm đi cốc, thì mẹ cái xe cái pháo đến đó thì hắn định mẹ Cối cầu với thủng mẹ cái lốp pháo thì vứt mẹ khẩu pháo hắn chạy, hắn tháo khẩu pháo vứt nó chạy, hắn chạy thì là hắn lại bảo là cái B1 trở lại chốt để cho rút hết rồi mới được chạy. Thì tối mình nằm bên đây đường ra bảo là một nửa sang bên đây đường với nửa sang bên đây, nhưng mà may tối nó không đuổi đó, chứ đuổi không đuổi hôm đó là mình nguy hiểm đó chứ không phải không. Thế là hắn vứt mẹ quả pháo đó, hắn với sau không biết cái xe chạy ra đang không biết là đằng trước cái kiểu chi trung đoàn trưởng trung đoàn giết hắn bắt quay lại kéo quả pháo ra địt mẹ cái xe, hắn quay lại hắn kéo quả pháo tao vui kinh, hắn bắn xối xả một cái xe mà nói là cái lính pháo hắn cũng, khi đó hắn cũng liều. Hắn xuống bắt đầu hắn lùi, hắn móc vào khẩu pháo không? Hắn thủng qua bên lốp thôi. Hắn đi thì ta bảo là rút chạy. Khi hô chạy là bắt đầu bảo bám theo khẩu pháo, trèo mẹ nó lôi ra. Thằng thì lôi lên được khẩu pháo, thằng đó lên. Nhưng mà hôm ra là mình bị khi đó bị cháy mấy cái thằng ngoài trung đoàn 8 phá vây cho trung đoàn 9, nhưng mà đi giữa đường hắn chặn hắn đánh cháy mấy cái thằng mình mà thằng của mình. Tao còn lại tao lấy thấy đang cháy lốt tao đang cháy 9 cái là 11 cái mà không là 9 cái cháy 9 cái là 9 cái là do cái bọn tăng sau này tao biết là do bọn tăng nó xin nó phá vây để nó ra lấy cái hắn vi tăng của hắn phục mẹ hắn hai bên đường hắn phục kích không có bộ binh hắn vi lên hắn đốt luôn. Hắn ném lựu đạn cháy này nứt xích bắt đầu hắn lên đốt mẹ xe tao ra tao lấy lửa tao đi quấn thuốc sùi tao hút. Mình là cứ tưởng mua là hắn tăng của hắn thằng tăng của mình ấy, tăng đang mới tăng cái nó tự phá vây không có bộ binh đúng rồi bộ binh lên không lên kịp không chạy kịp không theo kịp lao lên xa quá không phối hợp với nhau cho nên là nói đúng là khi đó thì mình cũng xác định là nói thẳng là đánh nhau thì tao đánh hơi bị liều, tao liều nghĩa là hắn chết, cái số còn chết là chết. Cái trận mở chiến dịch nhá, tao với thằng Hoàn Ngạc, hai thằng thằng Hoàn đấy này, hắn bảo qua cả trong cái hội đi lính ở xã Thăng Long, tao chỉ tin tưởng mình đi. Mà khi đó thằng Hoàn làm trung đội phó nhá, còn đánh nhau mà lì hay không là chỉ có hắn với cái thằng năm hắn người ở Tam Điệp, người Hà Nam Ninh này. Hai thằng hai cái thốt nốt đứng đây này mà hắn bắn quả bên mút mà hai thằng nấp vô hai gốc mà hắn bắn đúng một phát vô giữa nổ rầm một phát mà trả thằng một mình cái mảnh chó gì đó ta nói thẳng luôn đó. Mình nói phép nhiều khi anh cho mình nói phép nhưng mà đúng là thực tế đó mà hai thằng không hề việc một cái gì tôi bị bảy mươi mà không chết không bị thương luôn. Mẹ bắn nhiều cái quả đạn nó nổ có khi nổ ngay đây mà mình chả thấy cái mảnh không có người cả. Nó bắn tử tế tôi bỏ tao chạy mà coi như cứ đưa hắn bắn một 7 quả luôn. Mà không phải chết. Hắn bảo là hắn không tin. Hắn không tin là mi bắn nữa thì hắn phản lại cái hơi nóng hắn nói là cái hơi nóng hay cái gì. Là mi chết rồi. Trung đoàn 9 đánh một ngày không lên, trung đoàn 10 đánh một ngày nữa không lên mà trung đội tao có 17 thằng đánh có một lúc trong ban đêm mà đánh bật được luôn chỗ đấy. Nhưng mà thực tế là đúng là mình ở cái đơn vị đó, mình ở trung đội đó. Mà hắn còn về hắn kể chuyện với mình như này, hắn nói này. Đủ mẹ hắn miên mà cứ nghe cái C11 là chạy vãi đái ra. Nhưng mà nói thẳng là mình là C11 mà cái trung đội mình mở đầu đây chứ không mà. Mà nói về lính cựu là chỉ có lính khi năm 77, 78 mình không nói, không chả có mấy mà. Nhưng mà nói thẳng là lính cựu là lính năm 78. 78 huấn luyện. 78 là mình vào cái loại là lính cộ rồi. Mà cái khi đó mình loạn lưới nhá, mình đã bao nhiêu là hàng bao nhiêu chục trận, hàng trăm trận mình không chết, mình đã xác định là mình vô cái loại là quá kịu, mà mình quá nhiều kinh nghiệm ở trong cái chiến đấu rồi. Bắn mình có ứng dụng cái học máu mà. Chứ không phải. AK cái buộc hai băng một. Mà nói đúng nha. Bắn nghiêng AK. Trong chiến đấu thì đều bảo là tao không thể chết, toàn bộ loại nó phẹt. Chính như mình rất lì, rất gan, nhưng mà sợ nhất cái lúc đưa quân. Cái lúc em quân là mình sợ, mình tim mình đánh rực rực. Nhưng mà đến lúc đã nổ súng rồi thì là coi đúng như mục hai luôn, là đúng như cái ngày xưa mình đi Càn Trâu mình nhắm nhau nhắm bằng đất luôn. Nhưng mà chưa nổ súng mà cái khi em quân nhá,
cái run thì mình chưa nói, nhưng mà nó hồi hộp, hắn hồi hộp mà tim mình đánh cứ hù như kịch. Nhất mà cái trận mà tao đưa quân mà đánh vuông ngã từ ở Tà Kèo, nói tim tao khả năng có khi mà đập mạnh, có khi rơi mẹ ra ngoài. Mẹ đánh ngực mà giáp mặt mẹ rồi. Mà nếu mà mình không nổ súng sớm mà sáng mai mình không đánh hắn, mà hắn ở công sự là mình rất khó đánh rồi, là mình không có cửa rút mà mình sẽ chết hết luôn. Cho nên là tôi với tranh vi xin đánh là đánh lúc trong ban đêm, thì may nó còn vớt vát, mình không lên được thì mình còn có cửa rút, mà rút là rút theo cái đường lộ là không có mình. Thì tôi với xin hai lần trung đoàn hắn vẫn không cho đánh, mà sau hắn bảo trường hợp bất đắc dĩ mới được nổ súng. Nhưng mà mình bảo ra thôi, em mẹ thiên sư phải nổ súng, không cái gì bằng cái trực tiếp mình ở đây. Cái trung đoàn hắn nằm đằng sau làm hắn biết được là cụ thể thực tế là mình đang gặp những khó khăn hay là cái thuận lợi chi ở đây. Nhưng mà chỉ có mình nằm trực tiếp mình mới biết được thôi. Tao quyết định, chứ cái thằng thông tin nó bảo thôi mày cứ nằm tuyến sau, mày nằm tuyến sau, tao cho mày nằm tuyến sau. Trường hợp bọn tao không lên được thì cho mày rút. Nói đúng chân tình. Mô tao nấu cơm đây rồi. Ở đây ăn cơm. Không cơ ở đây. Không. Em yên tâm. Các em đến đây kể cả các em ở một tháng không có vấn đề gì hết.